Vâng, em xin chào anh ạ. Thì trước màn hình đây là cây bông tre phấn 2 cây một cặp. Anh đặt hàng bên em. Và em đã bứng lên chuẩn bị đóng hàng gửi cho anh. Trước khi gửi thì em quay cái clip ngắn này gửi anh xem. Hàng một cốt chuẩn luôn nha anh. Cốt hai cây này là anh trưng trước nhà hai bên rất là đẹp, bàn ảnh tròn ngon kìa. Rất là đẹp. Rồi em cảm ơn anh nhé, ủng hộ cây bên em rất là nhiệt tình. Chúc anh ngày mới vui.